Chào em, hôm nay là ngày đầu tiên em đến lớp thì thầy sẽ phỏng vấn để biết cái hoàn cảnh cũng như cái động cơ của mình thì có thể truyền cảm hứng cho các bạn khác. Thì em tên gì và em đến từ đâu? Dạ em tên là Minh Duy, em đến từ Trà Vinh. Rồi em học IELTS mấy điểm? Em 3 điểm. Học 3 điểm thôi? Thì có thể là rất nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe cái điểm này. Em có thể giải thích là vì sao em chỉ lấy 3 điểm hay không? Dạ tại vì người ta cần em 3 điểm. Ok, thì bây giờ từ Trà Vinh lên tới đây thì em đang ở nhà của ai? Dạ em ở nhà của người thân. Người thân? Dạ. Rồi vì sao em biết đến cái lớp này? Dạ tại có một học viên giới thiệu cho em. À học viên đó ở đâu? Bạn tên Hoa gì đó. Bạn tên Hoa? Dạ. Bạn còn học ở đây không hay là bạn đã nghỉ rồi? Dạ không, đi Canada. À vậy à, giới thiệu cho em và bạn đó cũng dương dưới Trà Vinh luôn? Dạ không biết ở đâu. Ủa không biết ở đâu rồi sao em quen với bạn đó giới thiệu em? Dạ nhỏ em của em là bạn của bé đó. Dạ bé đó học rồi ok, vậy thì qua cái clip này thì cảm ơn bạn Hoa nào đó luôn nha, ở Canada. Rồi thì em có tham khảo cái lớp này bao lâu thì em mới quyết định đi học không? Dạ không, em chỉ search trên Facebook của em tìm địa chỉ em đã học. À, rồi em có đọc qua cái phần giới thiệu ở website của mình như là nội quy này vậy không? Dạ có. Rồi em có cảm thấy đó là cái rào cản cho mình không? Nội quy khó quá. Dạ không. Dạ được. Được hả em? Dạ. Quyết tâm không? Dạ quyết tâm. Quyết tâm ha. Dạ. Giờ nói vậy cái ngày mai thầy ơi em xin đó. Rồi vì sao em hiện nay em đang làm ngành nghề gì và vì sao em muốn đi Canada? Dạ em chỉ làm nông dân thôi. Dạ em đi qua bển em làm để kiếm tiền. À. Dạ. Giờ em 3 điểm thì em làm cái ngành nghề gì? Dạ bên tàu biển. Rồi. Thì trước khi vào đây cái trình độ của anh của em như thế nào em nói cho các bạn biết luôn. Trình độ của em chỉ học phổ thông thôi. Ừ. Dạ. Như vậy thì đối với em 3 điểm cũng giống như là các bạn ở đây muốn lấy 60 điểm là leo một cái quả núi. Dạ. Thì hy vọng là em cố gắng để đạt được của mình nha. Dạ. Rồi cảm ơn em đã trao đổi. Chúc em học tốt.